Chào các em, tiếp theo bài số 8 hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài toán về thanh kim loại nó chuyển động trong từ trường nhé. Đề như sau: cho thanh kim loại dài 20 cm, kéo trượt đều trên 2 thanh ray, kim loại nằm ngang như vậy. Chấm các dây nối với nhau bằng điện trở là R bằng 3 ohm. Vận tốc của thanh AB là 10 m/s. Chuyển động trong mặt phẳng vuông góc với từ trường đều. Từ trường đều này thì có độ lớn mê bằng 0,5 tất là chấm. Tìm cường độ trong điện. Và hình vẽ của đây là như sau. Đây là một điện trở. AB này đến nhiệt chéo này, nhiệt chuyển động với vận tốc v như vậy. Đó. AB từ trường thì có hướng đi từ ngoài vào trong bảng. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta là hãy tìm
cương nội dung điện cảm ứng xuất hiện trong cái phenomena này. Bài này chúng ta thấy là chúng ta đã có được cái từ trường B này, vận tốc V này, chiều dài thân này và góc theta này là bằng 90 độ, và chúng ta hoàn toàn có thể suy ra được AC. Mà đây là cho thêm R thì kết hợp hai cái tiền đó chúng ta sẽ tìm ra được IC. Thì hướng giải bài này là đơn giản, chúng ta sẽ thực hiện qua hai bước thôi nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Đầu tiên ta sẽ tìm suất điện động cảm ứng. AC bằng B VNL trên sin theta từ trường B là 0,5 này, vận tốc V là 10 này, chiều dài giấy cm đổi ra mét là bằng 10√2, tức là chỉ cho tròn là bằng 0,2. Sin của góc giữa V và B là V nằm trong mặt bằng bảng, còn B là vuông góc mặt bằng bảng nên góc này là sin 90 độ. Và kết quả bài này sẽ là 1 volt. Từ đây chúng ta tìm được cường độ dòng điện từ cảm ứng như sau. IC bằng AC chia cho điện trở R là bằng 1 chia cho R là 3. Sắp xỉ 0,67. Theo vẽ này chúng ta thể hoàn toàn vẽ được chiều của dòng điện cảm ứng trong mạch này. Chúng ta thấy này, thì một là khi dây chuyển động như vậy thì ẹt tăng, ẹt tăng dẫn đến là khi tăng vì khi bằng NBS của alpha, khi tăng thì dẫn đến là B cảm ứng. Chúng ta sẽ vẽ ngược chiều về B ban đầu và sau đó sử dụng quy tắc nắm tay phải, để suy ra được IC. Thì chúng ta có BC và IC khá đơn giản. Theo đề này thì chúng ta vẽ được B cảm ứng và hướng ra ngoài. Vậy đặt nắm tay phải vào trong hình vẽ này, ngón cái chỉ từ trong bảng ra ngoài thì chúng ta thấy các ngón tay kia không lại chỉ chiều là dòng điện là ngược chiều kim hồ hay chiều của IC. Đó, phải như này. Này, đây là B này. B cảm ứng. Đây sẽ điện chiều nha. Đó. Chiều của dòng điện tròn ở đây là IC như thế. Rồi, vậy là bài tập số 3, số 8 về cảm ứng từ thầy đã dẫn cho các em đã hoàn tất, và cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa. Giải toán về cảm ứng điện từ nó rất là phong phú các bài toán.
Trong bài số 9 thì thầy sẽ hướng dẫn sang bài tập về hình tượng biểu cảm nhé.